Nếu đi bằng bốn chân, Lucy sẽ chỉ cao chừng 0,7 mét. Trong khi xung quanh là những kẻ ăn thịt háu đói, thì chiều cao như vậy sẽ là một bất lợi. Vì vậy, nếu đứng thẳng, Lucy sẽ phát hiện ra kẻ thù từ xa để có thể bỏ chạy kịp thời. Tiếp đó, một lợi thế nữa xuất hiện. Khi đứng thẳng, hai chi trước trở thành đôi tay. Khi đứng thẳng, tổ tiên của chúng ta có thể bắt đầu dùng đôi tay để mang vác, sử dụng các dụng cụ để kiếm ăn và tự vệ. Dụng cụ đó là những công nghệ sơ khai, công nghệ để kiếm nhiều thức ăn hơn. Nhờ đó, bộ não phát triển to dần. Rồi tiếp đến là sự hình thành các quan hệ xã hội, ngôn ngữ. Đó là cơ sở cho bộ não phát triển lớn hơn. Bộ não lớn hơn đã dẫn tới sự phát triển của văn hóa nguyên thủy và những cách giao tiếp mới. Giao tiếp tốt hơn dẫn tới sự phát triển của xã hội phức tạp hơn, từ đó dẫn tới những xã hội tiên tiến hơn. Và cả bộ não cũng phát triển, cứ như vậy trong suốt nhiều triệu năm. Vậy là có những cách để việc đi bằng hai chân có thể dẫn tới sự phát triển của bộ não con người. Có vẻ như chúng ta đã tiến hóa thành một loài thông minh nhất chỉ nhờ một lý do rất đơn giản. Bởi vì nhiều triệu năm trước, những vượn người như Lucy đã đi bằng hai chân. Sau đó, còn có những điều khác thường nữa về Lucy, rất đáng chú ý, vì chúng đã xác nhận những ý kiến cho rằng con người có những bước tiến hóa thực sự là độc đáo. Bởi vì có vẻ bắt đầu rõ ràng rằng dòng giống của Lucy đã xác định các quy luật tiến hóa sau này.